Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn hai mẫu sản phẩm nói về hoành phi câu đối. Hiện nay rất nhiều quý khách trên toàn quốc đang thắc mắc về các cái mẫu sản phẩm nói chung về hoành phi câu đối cũng như cuốn thư câu đối. Thì trong video clip hôm nay, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành muốn giới thiệu tới quý khách hai mẫu sản phẩm, đó là hai bức hoành phi được làm từ 100% chất liệu gỗ ngụ Lào và có đồng kích thước, đó là dài 1m97, rộng 67, và kích thước ván bên trong là chúng tôi làm dày 3 phân. Trên màn hình các bạn đang xem, đây là bức hoành phi chúng tôi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, đọc từ bên phải sang vì đó là chữ Hán Nôm. Nếu là thư pháp thì chúng ta đọc từ trái sang để cho quý khách chưa hiểu biết về hoành phi thì có thể nắm rõ hơn sau video clip này. Toàn bộ chúng tôi có làm phụ đề tiếng Việt cho quý vị dễ hình dung các cái bộ chữ nho. Và bức hoành phi tiếp theo, đây là bức hoành phi lồng cuốn thư, và ba chữ phía trong bức cuốn thư là chúng tôi chạm phụng tổ đường. Thì bức này thường được kê vào nhà thờ, và Đức Lưu Quang thì kê ở đâu cũng được. Bên cạnh các cái chữ phụng tổ đường, chúng tôi còn các chữ phụng gia tiên hay như Ẩm Hà Tư Nguyên, Ngũ Phúc Lâm Môn, các cái bộ chữ để cho quý khách tham khảo. Và toàn bộ là chúng tôi có đục tứ quý ở xung quanh phần khuôn tranh. Khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân. Gần đây chúng tôi đã bỏ cái kích cỡ đó là khuôn 6 phân. Khuôn 6 phân thì nó rất là mỏng so với khuôn 7. Và phía dưới bức cuốn thư này chúng tôi có thiết kế đó là chú rơi rơi ngậm đồng tiền. Và ba chữ bên trong cuốn thư chúng tôi chạm phụng tổ đường, ý nghĩa là phụng thờ tổ tiên tông đường, mà đã được thu gọn trong chiếc cuốn thư, và chiếc cuốn thư lại được bao bọc bên ngoài, đó là một bức hoành phi. Thì bên trong phần ván chúng tôi có chạy chữ công như trên màn hình các bạn đang xem đây, và phần khuôn tranh bên ngoài chúng tôi cũng chạm bức cuốn thư ở phía trên, và phía dưới chúng tôi chạm hoa hồng. Đây cũng là cái mẫu mà chúng tôi bán chạy trong cái thời gian vừa qua. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu cái mẫu sản phẩm này. Mẫu sản phẩm này có khác, đó là chúng tôi chặt gấm chữ thập ở xung quanh các cái chữ nho phụng tổ đường. Các cái mẫu trước là chúng tôi làm bức cuốn thư trơn để quý khách dễ hình dung. Quý khách có nhu cầu làm về nhà thờ cũng như là nhà gỗ thì quý khách muốn sắm tất cả các đồ thờ bên trong như hoành phi, cuốn thư câu đối, khám thờ, nhang án ô sa, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi. Liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá chi tiết cụ thể các cái sản phẩm. Và đây cũng được đánh giá là mẫu hoành phi thịnh hành trong cái năm 2020. Và tiến tới sang năm 2021 thì chúng tôi sẽ ra các cái số lượng có thể là nhiều hơn. Như hiện nay trung bình một tháng chúng tôi có thể ra từ 100 tới 200 bộ như này, đáp ứng cái thị trường bán buôn bán lẻ, cung cấp đi toàn quốc. Các tỉnh lẻ như Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội cũng đều nhập từ xưởng chúng tôi rất nhiều. Thì quý khách có nhìn thấy các cái mẫu mã này trên thị trường thì quý khách hãy nhớ đến cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các video clip về hoành phi câu đối. Chúng tôi cũng đã bàn giao các cái bộ thiếp vàng Đài Loan và các bộ chữ dát vàng 4 số 9 hay còn gọi là vàng 24K. Chúng tôi đều được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm cơ sở sản xuất trực tiếp các bức hoành phi câu đối mà không qua trung gian, thì quý khách sẽ được thiết kế theo đúng mẫu mã của mình và ưng ý nhất. Thì chúng tôi sẽ cập nhật liên tục
các cái mẫu mã về hoành phi câu đối cho quý khách tham khảo làm nhà thờ, nhà gỗ. Trong video này chúng tôi cũng lưu ý luôn tới quý khách hàng, đó là quý khách nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Và hiện nay nhiều quý khách đang thắc mắc là các cái bộ chữ bên trong này có thay đổi được không, thì chúng tôi cũng giải thích luôn. Phổ thông là chúng tôi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, hoặc là bức hoành phi lồng cuốn thư cũng đều là chữ Đức Lưu Quang. Và quý khách muốn thay đổi thì quý khách sẽ đặt theo yêu cầu. Chúng tôi là một đơn vị sản xuất trực tiếp và video này đang được quay tại xưởng sản xuất hoành phi câu đối của chúng tôi. Và đây là bức câu đối phẳng do khách đặt: công thành tiến sĩ, nghĩa đạo, sư môn. Chữ tiếp theo đó là nghĩa ký tâm. Toàn bộ chữ nho và phụ đề đây là do khách hàng yêu cầu. Khách hàng đã gửi Gmail cho chúng tôi. Chúng tôi quay lại chi tiết một lượt câu đối. Bên trên chúng tôi chạm Phượng Hoàng đang ngậm giải cuốn thư. Và phía dưới chúng tôi chạm là công thành tiến sĩ nghĩa đạo. Chúng tôi quay rất chậm cho quý vị xem. Công thành tiến sĩ nghĩa đạo, sư môn, nghĩa ký tâm. Đó là bức câu đối do khách hàng đặt để đi cùng với bộ hoành phi phụ tổ đường. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp nên quý vị có thể thay đổi theo ý thích tùy ý. Chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả quý khách hàng kỹ tính nhất trên thị trường đồ gỗ online hiện nay. Và quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem được các cái sản phẩm và mẫu mã mới nhất của chúng tôi. Thì trong video này chúng tôi muốn gửi gắm tới quý vị đó là hai mẫu sản phẩm, cũng là hai bức hoành phi có đồng kích thước dài 1m97, rộng 67, và các cái chữ bên trong là chúng tôi thiết kế khác nhau. Một bên là cuốn thư và một bên là ba chữ Đức Lưu Quang. Cảm ơn quý khách đã xem video clip của chúng tôi. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.